danh sách đội tuyển Việt Nam dự King Cup 2019, sự trở lại của Tuấn Anh. Đội tuyển Việt Nam sẽ dự King Cup tại Thái Lan từ ngày 5 tới ngày 8 tháng 6 tới đây và huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu này. Trong danh sách tập trung của đội tuyển có sự trở lại của Tuấn Anh, Văn Thanh và tiền đạo Anh Đức. Nhằm chuẩn bị cho King Cup 2019, trong thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý đã phải tới rất nhiều sân đấu trong cả nước, thậm chí nước ngoài để theo dõi các cầu thủ, có thể chọn lực lượng tốt nhất cho đội tuyển quốc gia và cuối cùng chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn được 23 gương mặt ưu tú nhất thời điểm hiện tại. Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dự King Cup 2019: thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Văn Kiên, Vũ Văn Thanh, Trần Minh Vương, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh. Nhìn vào danh sách tập trung của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thấy hầu hết các tuyển thủ đều là những gương mặt cũ đã gắn bó với đội tuyển quốc gia, tuy nhiên vẫn có một vài sự bất ngờ nhỏ xảy ra. Ở vị trí thủ môn, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã không được triệu tập. Việc thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội không được lên tuyển cũng dễ hiểu bởi thời gian qua Tiến Dũng dính chấn thương nên thường xuyên phải ngồi ngoài, anh mới chỉ trở lại thi đấu được vài trận. Với phong độ xuất sắc ở V-League, thủ thành Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An và Văn Toản đã được triệu tập lên tuyển. Họ sẽ cạnh tranh vị trí ra sân chính thức với Đặng Văn Lâm. Với tuyến tiền vệ, bộ đôi cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh đã được triệu tập trong đợt này. Năm ngoái, cả hai cầu thủ này đều dính chấn thương nặng nên họ không thể tham dự một số giải đấu lớn cùng các đội tuyển Olympic, ASEAN 2018, tuyển quốc gia AFF Cup 2018, ASEAN Cup 2019. Trên hàng công, Anh Đức đã bất ngờ quay trở lại. Cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Bình Dương đã nói lời từ giã tuyển thủ quốc gia sau AFF Cup 2018. Tuy nhiên, có vẻ do đội tuyển đang khủng hoảng ở vị trí tiền đạo cắm nên Anh Đức sẽ tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế. Hà Đức Chinh dù đang không có phong độ tốt ở câu lạc bộ, nhưng anh vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Như vậy, với danh sách vừa được công bố, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã không bổ sung những cầu thủ Việt kiều mới cho đội tuyển quốc gia. Thời gian qua, chiến lược gia người Hàn Quốc có xem xét một vài cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu, cũng như cầu thủ có nửa dòng máu Việt Nam đang thi đấu ở V-League. Tuy nhiên, cuối cùng, ông vẫn chưa chấm được ai. King Cup 2019 gồm có 4 đội tuyển tham dự: Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan. Sau khi bốc thăm lại, giải xác định được 2 cặp gồm tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan, trong khi Curacao thi đấu với Ấn Độ cùng ngày 5 tháng 6. Hai đội chiến thắng sẽ giành quyền thi đấu chung kết, hai đội thất bại sẽ tham dự trận tranh hạng 3, đều diễn ra cùng ngày 8 tháng 6.